Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin Nhật ký cuộc sống của kênh truyền hình VTC 14. Tôi là Thùy Dương, người sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 30 phút sắp tới. Như thường lệ, trước tiên sẽ là phần điểm tin chính. Miền Bắc chìm trong đỉnh điểm của đợt rét sâu, vùng núi tìm cách tránh rét cho gia súc. Các bệnh viện ghi nhận số bệnh nhân đau xương khớp tăng đột biến trong đợt rét sâu nhất từ đầu mùa đông. Ma túy, mối nguy đã hiện diện tận cổng trường học dưới các dạng đồ ăn, thức uống hay thuốc lào, thuốc lá. Tàu Hải quân Thái Lan với hơn 100 thủy thủ chìm trên biển. Nhiều binh sĩ thủy quân lục chiến hiện đang mất tích. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều ngày 19 tháng 12 ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống khu vực phía Nam. Từ đêm mai ngày 20 tháng 12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ. Từ ngày 21 tháng 12 ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm rét hại. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 10 đến 13 độ C. Khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 6 đến 9 độ C. Vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 13 đến 16 độ C. Vùng núi Bắc Bộ có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Cảnh báo từ đêm ngày 20 đến ngày 21 tháng 12, khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to và dông. Khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Những ngày này, nhiệt độ tại thị xã Sa Pa của tỉnh Lào Cai giảm mạnh. Hiện tượng sương muối xuất hiện gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, nhất là đối với đàn gia súc. Tuy nhiên, do dự báo trước được tình hình, nên chính quyền và người dân đã chủ động triển khai các giải pháp ứng phó, tránh thiệt hại như các năm trước. Ghi nhận của phóng viên VTC 14. Gia đình bà Châu Thị Dinh ở thôn Hòa Sử Pán 1, xã Mường Hoa, thị xã Sa Pa có 4 con trâu và 1 con nghé. Những ngày này, nhiệt độ tại thị xã Sa Pa giảm mạnh, xuất hiện sương muối, có thể gây hại cho đàn gia súc. Rút kinh nghiệm từ những năm trước, để tránh thiệt hại, bà Dinh đã chủ động xây dựng kiên cố chuồng trại và dự trữ thức ăn để bảo vệ đàn trâu của gia đình. Ngày trước chỉ làm chuồng gỗ thôi, trời rét quá nên trâu bò cũng chết. Nhưng được địa phương vận động nên gia đình đã xây chuồng kiên cố. Giờ thì rất yên tâm, không sợ trâu bò chết rét nữa. Gia đình cũng chuẩn bị rơm khô, cỏ tươi và thức ăn để dự trữ sẵn trong nhà cho gia súc khi mùa mưa, mùa rét. Cũng bảo nhau không chăn thả bên ngoài khi nhiệt độ xuống thấp để tránh thiệt hại. Bên cạnh việc xây chuồng trại kiên cố, trong những ngày nhiệt độ xuống thấp, anh Giàng A Sùng cũng chủ động đốt trấu, pha cám với nước nóng và muối để chống rét cho đàn gia súc. Nhờ sự chủ động này mà từ năm 2021 đến nay, đàn trâu của gia đình chưa có thiệt hại gì, dù nhiều thời điểm nhiệt độ xuống rất thấp. Kia là năm nào cũng chết đâu, trâu bò thì năm nào cũng bị thiệt hại và chết rét. Nên mà bây giờ thì có nhà nước cũng hỗ trợ rất nhiều, trâu bò về trong thôn cũng có. Thì bây giờ trâu thì toàn là nhốt thôi, nuôi trâu này cũng khổ lắm nhưng mà toàn là nhốt thôi. Là nắng mưa thì mình phải che cho nó đủ, thì không cho nó rét nhiều quá. Nếu mà rét quá thì mình phải đúa cho nó tí cháu cho nó nóng. Trên địa bàn xã Mường Hoa hiện có 317 hộ chăn nuôi gia súc. Nhờ sự vận động của chính quyền địa phương, đến nay 100% hộ dân đã xây dựng chuồng trại kiên cố để tránh rét cho trâu bò. So với các năm trước thì bây giờ nhận thức của bà con đã có những cái thay đổi. Đặc biệt là bà con đã tự chủ động trong cái vấn đề che chắn chuồng trại, cũng như là những cái ngày mà giá rét ấy, thì bà con lùa đàn gia súc về chuồng để che chắn và cho thức ăn trong chuồng. Trên địa bàn thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai có 4.469 hộ chăn nuôi đại gia súc với tổng số 13.897 con. Thời gian qua, thị xã đã chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng chống đói, rét, đồng thời tuyên truyền để người dân nhốt trâu bò khi nhiệt độ xuống thấp, có phương án di chuyển đàn gia súc đi tránh rét. Đến nay, có khoảng 94% hộ dân đã xây dựng chuồng trại kiên cố. Chúng tôi thì có một số những cái khó khăn, ví dụ như là cái thời tiết mà nó ban ngày thì nó trời nó nắng như này, thế nhưng ban đêm thì nhiệt độ nó xuống rất là sâu. Đấy cũng là một cái nguyên nhân mà làm cho sốc nhiệt gia súc mà nó có những cái trường hợp mà gia súc già yếu thì hoặc là những cái con non ấy thì nó sẽ bị chết. Thế và một số hộ dân ấy thì đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi có khoảng tầm 5-6% nữa các cái hộ là chưa có chuồng trại. Thế nhưng tuy nhiên thì chúng tôi đã có những kịch bản và cũng đã vận động các cái hộ mà chưa có chuồng trại đấy thì một là sẽ di chuyển đàn đi ở xuống vùng ấm hơn để tránh rét, hai là có thể là nhốt chung những cái hộ mà có chuồng để đảm bảo là 100% các đàn gia súc là không phải nhốt ở ngoài. Từ nay đến cuối năm, miền Bắc sẽ còn nhiều đợt rét đậm rét hại trên diện rộng. Việc chủ động phòng chống đói rét cho đàn gia súc sẽ góp phần hạn chế thiệt hại cho người dân trước sự khắc nghiệt của thời tiết. Trời rét đậm rét hại không chỉ dễ khiến mọi người bị mắc các bệnh lý về đường hô hấp, mà còn khiến các bệnh lý về xương khớp dễ tái phát và đau trở lại. Theo ghi nhận trong đợt rét vừa qua, số lượng bệnh nhân xương khớp phải nhập viện điều trị tăng lên khoảng 20-30%. Điều đáng chú ý, nhiều trường hợp nghe rỉ tai nhau nên đã tự ý điều trị hoặc tự uống thuốc nam tiêm giảm đau và xương khớp, nên khi vào viện đã có những biến chứng. Ghi nhận của nhóm phóng viên chương trình. Bị thoái hóa cột sống, đốt sống cổ đã chục năm nay, lúc nào ông Sinh cũng cảm thấy xương khớp mình đau nhức âm ỉ. Nhưng đợt lạnh vừa rồi khiến ông đau đến mức không thể đi lại được, chân tay co cứng, lại phải đến viện cấp cứu. Tự dưng người tôi đau buốt hết bên hông này, tức là không vận động được, không đi lại được. Chân tay cái bên phải này đau suốt từ hông đến dưới bả chân. Thế là phải con cháu phải mượn cáng, khênh chứ còn không bế được, mượn cáng đưa lên xe cấp cứu, đưa vào đây cấp cứu 2 ngày, xong rồi chuyển lên phòng đây thì được các bác sĩ đây thuốc men đầy đủ thì hôm nay tôi đã đi lại được mà cũng đỡ rất là nhiều rồi. Bệnh cơ xương khớp thì có xu hướng ngày càng gia tăng. Tuy nhiên những ngày thời tiết mà lạnh thì bệnh nhân đến viện nhiều. Về cái tỷ lệ tăng ở bệnh nhân thì tăng khoảng 2-30% so với cái số lượng bệnh nhân thông thường điều trị. Bị đau khớp háng từ 2 năm nay, nhưng bệnh nhân này lại điều trị thuốc nam. Gần đây khi bị đau nhiều, ông được người bán thuốc nam khuyên tiêm thuốc vào khớp để dưỡng. Chỉ sau từ 7 đến 10 ngày, ông phải nhập viện trong tình trạng bàn chân và gối đau, sưng phù. Câu hỏi là nó thuốc tác dụng như thế nào? Thì người ta nói là người ta tiêm cái thuốc đấy chỉ là hỗ trợ cái bổ khớp hay là cái gì đó ấy, nó phục vụ cái khớp háng ấy. Trước kia nó cũng có sử dụng cái thuốc nam ở ngoài, thế nhưng sử dụng thì ở trên chỗ khu Cầu Mây, Phú Bình ấy. Thế nhưng cũng chỉ là nghe cái dân làng người ta giới thiệu thôi, cũng chẳng xác định ai giới thiệu là đúng cả. Thế nên đấy cũng đã dùng một thời gian quá lâu, mà cũng đã dừng đây khoảng độ gần chục ngày rồi. Bệnh nhân trên chỉ là một trong số rất nhiều các trường hợp nhập viện tại khoa cơ xương khớp do gặp phải những biến chứng trong điều trị bệnh. Tâm lý của bệnh nhân mắc bệnh xương khớp là ngại đến viện, vì thế tự điều trị ở ngoài, tự mua thuốc uống, dùng thuốc nam hoặc tiêm giảm đau. Vì thế, khi vào viện, bệnh nhân thường ở tình trạng không thể chịu đựng được. Đáng nói, có những ca mới chỉ nghe phương pháp điều trị khiến ai cũng cảm thấy rùng mình. Chúng tôi đã từng gặp những bệnh nhân thấy đau thì nghe đồn nhau và vào đến những cái thầy thuốc nam để người ta cho ong đốt vào cái vị trí đau, thậm chí là dùng dao để rạch vào những cái vị trí đau và nặn máu đi với cái hy vọng rằng là sẽ thải được chất độc ra ngoài. Nhưng đấy là một cái quan niệm sai lầm của người dân. Ước tính khoảng một nửa dân số nước ta gặp các vấn đề về xương khớp. Bệnh xương khớp ít khi dẫn đến tử vong và không có biểu hiện nguy kịch như bệnh hô hấp, ung thư, tim mạch. Nhưng tần suất gây bệnh cao, đồng thời gây đau nhức, giảm chức năng vận động. Mùa lạnh là mùa của bệnh xương khớp, vì thế người dân gặp các vấn đề về xương khớp không nên chủ quan, mà cần đến các cơ sở y tế uy tín để chữa bệnh, tránh tin vào lời đồn, khiến tiền mất, tật mang. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của mưa lớn trên thượng nguồn, Ban Quản lý Hồ Chứa Nước Đồng Tròn, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy nông Đồng Cam cho biết, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 18 tháng 12 đã bắt đầu xả cửa tràn nhằm điều tiết lũ, đảm bảo an toàn cho công trình Hồ Chứa Nước Đồng Tròn tại xã An Nghiệp, huyện Tuy An của tỉnh Phú Yên. Theo đó, Ban Quản lý Hồ Chứa Nước Đồng Tròn cho biết, liên tiếp trong 2 ngày qua, trên lưu vực Hồ Chứa Nước Đồng Tròn xảy ra mưa lớn. Đến sáng ngày 18 tháng 12, mực nước trong hồ chứa đã đạt cao trình 35,5 m, tương đương mức dung tích 19,550 triệu mét khối. Do vậy, chỉ trong 1 đến 2 ngày nữa, lưu lượng nước đổ về Hồ Chứa Nước Đồng Tròn có khả năng sẽ vượt ngưỡng tràn phụ. Trước tình hình mưa lớn đang diễn ra phức tạp, khả năng mực nước trong hồ tiếp tục dâng cao, uy hiếp đến kết cấu an toàn công trình hồ chứa. Vì vậy, Ban Quản lý Hồ Chứa đã tiến hành xả một cửa tràn để điều tiết nguồn nước trong lòng hồ với lưu lượng xả từ 1,5 đến 49,3 mét khối một giây và sẽ duy trì xả điều tiết nước cho đến khi mực nước đảm bảo theo thiết kế cho phép. Để đảm bảo an toàn vùng hạ du, nhất là các xã An Nghiệp, An Định, thị trấn Chí Thạnh và các xã quanh đầm Ô Loan, Ban Quản lý Hồ Chứa Nước Đồng Tròn đã thông báo và yêu cầu người dân không được qua lại vùng trũng thấp, nơi có dòng chảy xiết, đồng thời có giải pháp bảo vệ gia súc gia cầm và thu hoạch hoa màu tại các vị trí trũng thấp nhằm tránh những thiệt hại đáng tiếc có thể xảy ra. Ảnh hưởng của không khí lạnh và gió mùa đông bắc với gió giật mạnh khiến các hãng hàng không Việt Nam phải điều chỉnh, dừng khai thác hàng loạt các chuyến bay. Vietnam Airlines cho biết, hãng đã phải hủy các chuyến bay đến đi từ Tuy Hòa cho ngày 18 tháng 12 và hủy 10 cặp chuyến bay đến từ Côn Đảo trong các ngày 18 tháng 12 và 19 tháng 12. Trong ngày 19 tháng 12, hủy chuyến VN 1898 giữa Côn Đảo Thành phố Hồ Chí Minh. Hành khách được hỗ trợ sắp xếp thay đổi chuyến và hỗ trợ khác theo quy định hiện hành của Vietnam Airlines. Về phía Bamboo Airways, hãng cũng phải hủy các chuyến chặng Côn Đảo Hà Nội, Côn Đảo Thành phố Hồ Chí Minh, Tuy Hòa Hà Nội, đồng thời điều chỉnh kế hoạch khai thác của 23 chuyến bay khác. Vietjet Air cũng cho biết trong ngày 18 tháng 12 các chuyến bay VJ 975, VJ 979 chặng Seoul, Incheon Hàn Quốc, Phú Quốc, VJ 321 chặng Thành phố Hồ Chí Minh Phú Quốc, VJ 455 chặng Hà Nội Phú Quốc và VJ 206 chặng Thành phố Hồ Chí Minh Tuy Hòa đã phải chuyển hướng hạ cánh cho các sân bay Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh. Hành khách trên các chuyến bay chịu ảnh hưởng được hỗ trợ theo chính sách dịch vụ của hãng. Ảnh hưởng của thời tiết xấu được dự báo có thể kéo dài đến ngày 20 tháng 12. Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết vừa ra quyết định tạm đình chỉ toàn bộ hoạt động kiểm định xe cơ giới trong 3 tháng đối với đơn vị đăng kiểm 50-07V, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh và trung tâm 50-15D, phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh do vi phạm quy định của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới. Trước đó vào chiều ngày 16 tháng 12, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức khám xét tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-07V liên quan đến hoạt động mở rộng điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đối với vụ việc xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 62-03D, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An và Trung tâm đăng kiểm 50-15D, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Trong vụ việc này, 18 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về các hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ và giả mạo trong công tác hoạt động đăng kiểm xe cơ giới. Qua điều tra, nhóm bị can bước đầu thừa nhận dùng thủ đoạn lập danh sách đăng kiểm nhưng không làm việc tại trung tâm, giả mạo chữ ký của đăng kiểm viên để ký vào các hồ sơ kiểm định cho các ô tô được cơi nới thùng xe. Các ô tô này được đăng kiểm không đúng quy định, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Thưa quý vị, trong những bản tin trước, chúng tôi đã phân tích về thực trạng các loại ma túy mới bủa vây giới trẻ, nhất là học sinh, sinh viên. Có một thực trạng đáng buồn là ma túy mới ngày càng len lỏi trong đời sống, đã hiện hữu ngay tại cổng trường, có mặt trong các gia đình bằng nhiều dạng thức khác nhau. Có thể là đồ ăn, thức uống hoặc dưới dạng thuốc lá, thuốc lào. Vậy những dấu hiệu nào để nhận biết con trẻ đang nghiện ma túy để chúng ta kịp thời ngăn chặn? Hãy cùng theo dõi những hình ảnh sau đây. Đấy, như ở đây cũng có nhiều trường hợp cứ chạy cả đi cả lại cả đêm này chẳng nói nha, có người thì cứ cười suốt, có người cứ ngồi ủ rũ chẳng nói một câu gì. Ở đây ở ngay bệnh viện tâm thần này đều thấy như thế, kiểu như mọi người bảo là hay là một cái tâm linh nào đấy đang nói chuyện với một cái thế giới nào. Lời nói của một bệnh nhân điều trị loạn thần do nghiện ma túy. Những biểu hiện của anh và các bệnh nhân cùng phòng cũng chính là những biểu hiện đặc trưng của người nghiện ma túy mới, chủ yếu là ma túy tổng hợp. Theo các chuyên gia chuyên ngành tâm thần, nếu nghiện heroin, người dùng muốn tìm một nơi vắng vẻ, yên tĩnh để tận hưởng cảm giác êm dịu mà vẫn gọi nôm na là lên tiên. thì với ma túy tổng hợp, người dùng lại có sự thay đổi đột ngột trong tâm lý, khi thì hưng phấn quá mức, lúc lại trầm ngâm, ủ rũ. Con em mình, cháu nhà mình tự nhiên nó vui vẻ quá mức, nói năng huyên thuyên, hoạt động nhiều, thích giao tiếp, thích tiêu tiền nhiều, không biết mệt mỏi. Trong cái thời gian ngày hôm nay chẳng hạn, thí dụ hôm nay nó thức từ qua đêm luôn, nói rất nhiều, hoạt động rất nhiều, là phải nghi ngờ. Sau hôm sau thì lại thấy nó mệt mỏi, nó ngủ nhiều, lăn lóc, ăn nhiều. Theo thống kê của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, người nghiện ma túy có xu hướng ngày càng trẻ hóa. Trong 10 năm trở lại đây, Việt Nam có thêm khoảng 10 vạn người nghiện ma túy. Điều đáng lưu ý, trong số đó có khoảng 70% số người nghiện dưới 30 tuổi, 5% người sử dụng ma túy ở tuổi chưa thành niên, tức dưới 18 tuổi. Riêng trẻ em dưới 16 tuổi chiếm 50% trong số này. Những con số này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ ma túy xâm nhập học đường. Nếu như dính vào cái sử dụng các cái loại ma túy mới, ma túy tổng hợp, cái độc tố độc hại cao như vậy thì sức khỏe sẽ tàn tạ ngay từ tuổi trẻ, và tương lai về cuộc sống kể cả là giống nòi sẽ đi vào cái chỗ rất là nguy nan. Các cái nhà trường, các thầy cô, các bạn bè của các học sinh ấy cũng phải được giáo dục, cũng phải được tuyên truyền về cái nội dung mà tôi nói trên, đó là tác hại của ma túy và các biểu hiện của người sử dụng ma túy. Từ đó chúng ta có thể phát hiện sớm từ các cái môi trường gia đình, môi trường ở nhà trường. Tôi cũng gặp những các cháu nó chỉ sử dụng ở trường, nó sẽ trốn một tiết nào đó, được bạn bè rủ rê hoặc là nút giờ ra chơi, chỉ cần một thời gian rất ngắn là đã sử dụng được các cái chế phẩm rất dễ dụng, ví dụ uống chẳng hạn, chỉ cần ra làm một cốc nước là xong thôi. Các chuyên gia chỉ ra một vài dấu hiệu nhận biết con trẻ nghiện ma túy như sau. Thay đổi bất thường giờ giấc sinh hoạt, thức khuya, đêm ít ngủ, dậy muộn, ngày ngủ nhiều. Thích ở một mình, ít hoặc ngại giao tiếp với mọi người, kể cả người thân trong gia đình. Tâm trạng thường lo lắng, bồn chồn, đôi khi nói nhiều, nói dối, hay có biểu hiện chống đối, cáu gắt. Hay ngáp vặt, người lừ đừ, mệt mỏi, lười vận động, không chăm lo vệ sinh cá nhân. Thường đi muộn, trốn học, học lực giảm sút, ngồi học trong lớp hay ngủ gà ngủ gật. Nhu cầu tiêu tiền ngày một nhiều, thường xuyên xin tiền người thân. Túi quần, áo, cặp sách, phòng ở thường có, giấy bạc, thuốc lá, kẹo cao su, bật lửa. Đã thành quy luật, nhu cầu về máu để cứu chữa người bệnh dịp Tết tăng cao. Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn kêu gọi người dân hiến máu nhân đạo trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc y tế tăng cao và Tết đang đến rất gần. Ông Trần Văn Thuấn cho biết hiện nay nhu cầu chuyển máu ngày càng được tăng cao do nhu cầu chăm sóc y tế cao. Ngành y tế đã triển khai các kỹ thuật y học hiện đại như ghép tạng, ghép tủy, chạy thận nhân tạo, tiến hành các ca phẫu thuật lớn, điều trị nhiều loại bệnh máu, bệnh ác tính. Do vậy, đảm bảo đủ máu cho nhu cầu cấp cứu và điều trị luôn là áp lực rất lớn cho ngành y tế. Theo ông Thuấn, trước đây Tết và mùa hè là hai thời điểm khó khăn, khan hiếm máu. Hiện mùa hè có chương trình hiến máu hành trình đỏ, dịp Tết diễn ra hoạt động hiến máu Chủ nhật đỏ, nhờ đó khắc phục tình trạng thiếu. Ngoài ra, lễ hội Xuân Hồng hiến máu vào sau dịp Tết giúp bổ sung máu cho nhu cầu điều trị. Chương trình Chủ nhật đỏ hiện đã diễn ra ở hơn 40 tỉnh thành. Năm nay, chương trình được tổ chức trong 4 tháng, từ tháng 11 năm 2022 đến tháng 2 năm 2023. Dự kiến tiếp nhận 45.000 đến 50.000 đơn vị máu cho cấp cứu, điều trị vào dịp cuối năm, trước và sau Tết Nguyên đán. Tình trạng khai thác cát quá mức cùng với những tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng được xem là nguyên nhân gây sạt lở bờ sông, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sản xuất của những người dân ở nhiều nơi tại đồng bằng sông Cửu Long. Đây là thông tin được đưa ra tại tọa đàm Quản lý cát bền vững ở đồng bằng sông Cửu Long và giải pháp nào cho tình trạng khan hiếm cát dưới góc nhìn chuyên gia và truyền thông do Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên tại Việt Nam WWF tổ chức. Đồng bằng sông Cửu Long là một trong những khu vực bị tác động mạnh mẽ nhất do biến đổi khí hậu, là một trong 3 đồng bằng trên thế giới dễ bị tổn thương nhất trước hiện tượng mực nước biển dâng. Các hiện tượng cực đoan như hạn hán, xâm nhập mặn, xói mòn, sụt lún, sạt lở đang không ngừng gia tăng tại đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó, đáng lo ngại là tình trạng khai thác cát quá mức đã làm cho những tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng ngày càng trầm trọng hơn. Thực trạng này đã trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra những vụ sạt lở bờ sông, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sản xuất của người dân. Theo nghiên cứu của các chuyên gia, đáng báo động là khoảng 66% đường bờ biển trên toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long đang có nguy cơ sạt lở. Tình trạng sạt lở bờ sông Tiền, sông Hậu ở đồng bằng sông Cửu Long ngày càng nghiêm trọng, gia tăng cả về tần suất và quy mô. Ngoài ra, việc khai thác cát sông quá mức dẫn đến mất môi trường sống ven sông và thủy sinh, phá hủy hệ động thực vật tại địa phương, mất nơi lưu trú, lớp che phủ cho lòng sông. Ngoài ra, khai thác cát trực tiếp từ lòng sông đang chảy làm ảnh hưởng đến mật độ của các quần thể động vật không xương sống và cá ở đáy sông. Thời gian gần đây, tình trạng khai thác vàng trái phép tại một số khu vực miền núi của tỉnh Quảng Nam có chiều hướng diễn biến phức tạp, nhất là vào thời điểm cuối năm, khi mà các đối tượng tìm mọi cách để khai thác vàng trái phép. Nhằm ngăn chặn nạn khai thác vàng trái phép, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn khu vực miền núi, Công an tỉnh Quảng Nam đã tập trung lực lượng, tổ chức truy quét, kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng khai thác vàng trái phép. Thời gian gần đây, tình trạng khai thác vàng trái phép tại một số khu vực miền núi tỉnh Quảng Nam có chiều hướng diễn biến phức tạp, nhất là thời điểm cuối năm, khi các đối tượng tìm mọi cách để khai thác vàng trái phép. Nhằm ngăn chặn nạn khai thác vàng trái phép, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn khu vực miền núi, Công an tỉnh Quảng Nam đã tập trung lực lượng tổ chức truy quét, kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng khai thác vàng trái phép. Tổ chức lực lượng truy quét tại khu vực mỏ vàng Bồng Miêu, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam đã huy động hơn 50 cán bộ chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương. Các lực lượng chức năng địa phương đồng loạt truy quét hoạt động khai thác vàng trái phép tại các vị trí thường xảy ra nạn vàng tặc như khu vực Tháp Tráng, Đồi Sim. Lực lượng chức năng đã phá hủy 12 máy nổ, 30 cối xay, 25 lán trại, nhiều tang vật phục vụ khai thác vàng trái phép. Do mưa lũ vừa rồi thì một số cái khu vực đầu núi mà trước đây các đối tượng khai thác vàng nó sạt lở, tạo ra những cái dấu vết mới. Cái thứ hai nữa là các cái khu vực này trước đây nhiều đối tượng cũng đã khai thác và vừa rồi thì tiếp tục các đối tượng vào khai thác. Với quyết tâm đẩy đuổi các đối tượng khai thác vàng ra khỏi địa bàn khu vực mỏ vàng Bồng Miêu, trong năm 2022, Công an tỉnh Quảng Nam đã tổ chức 57 đợt kiểm tra, truy quét, xử lý vi phạm hành chính 16 đối tượng có hành vi khai thác vàng trái phép với tổng số tiền 960 triệu đồng, đẩy đuổi hơn 200 lượt đối tượng ra khỏi khu vực khai thác vàng trái phép, phá hủy 150 máy nổ, máy xay các loại, 140 lán trại, 59 thùng hóa chất, 10.000 dây dẫn điện, 12.000 dây dẫn nước và các đồ vật khác có liên quan, đã dần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thôn Bồng Miêu, xã Tam Lãnh. Hiện lực lượng công an địa phương đã tổ chức chốt chặn các khu vực dẫn vào mỏ vàng Bồng Miêu, đồng thời điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng tổ chức khai thác vàng trái phép. Thì cái hoạt động truy quét này được thực hiện đồng thời hai cái nội dung. Một là tiến hành tổ chức lực lượng truy quét, đẩy đuổi, kiểm tra xử lý các đối tượng hiện đang thực hiện cái hành vi khai thác vàng tại khu vực Bồng Miêu, Tam Lãnh. Cái nội dung thứ hai đó là tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ, xử lý các đối tượng mà đã có cái hành vi khai thác vàng trái phép tại khu vực Tháp Tráng vừa qua. Thì theo thông tin Công an Phú Ninh cung cấp thì đến nay cũng đã xác định được hai cái đối tượng là có hành vi khai thác vàng trái phép tại khu vực Tháp Tráng. Và hiện thì Công an Phú Ninh đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật và tiếp tục xác minh làm rõ các đối tượng còn lại để xử lý nghiêm theo quy định. Và nếu như các đối tượng vi phạm đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì tiến hành khởi tố điều tra theo bộ luật hình sự quy định. Mới đây, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam yêu cầu các đợt truy quét khai thác vàng trái phép tại khu vực mỏ vàng Bồng Miêu phải được thực hiện quyết liệt. Trường hợp chống đối nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì truy cứu trách nhiệm hình sự. Lực lượng công an sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, các đơn vị chức năng tăng cường truy quét, kiểm soát hoạt động khai thác vàng trái phép trên địa bàn, lập lại trật tự trên lĩnh vực này. Chuyển sang phần tin quốc tế. Hôm qua ngày 18 tháng 12, thủ đô Moscow của Nga đã phải hứng chịu một trận tuyết rơi kỷ lục làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của những người dân tại đây. Hàng chục chuyến bay tại các sân bay ở thủ đô Moscow đã bị hoãn hoặc phải hủy chuyến, trong khi hệ thống giao thông đường bộ bị gián đoạn nghiêm trọng. Theo truyền thông địa phương, lượng tuyết rơi dày đặc vào ngày hôm qua 18 tháng 12 ở thủ đô Moscow. Có nơi tuyết rơi dày tới gần 40 cm. Đây là mức cao nhất được ghi nhận kể từ năm 1989. Tuyết rơi dày đặc đã ảnh hưởng rất lớn tới những công việc thường ngày của chúng tôi. Chúng tôi bị trễ xe buýt, tàu. Điều này thực sự gây ra nhiều phiền phức. Tuy nhiên, lần đầu tiên khi chứng kiến lượng tuyết rơi kỷ lục ở thủ đô, nhiều người lại bày tỏ tâm trạng thích thú vì điều này. Đối với tôi không có sự phiền hà nào cả. Họ dọn đường rất tốt. Tất cả các dịch vụ đều hoạt động. Thời tiết cũng tốt. Không khí trong lành. Mọi thứ đều tuyệt vời. Chính quyền Moscow cho biết, để duy trì và đảm bảo mọi hoạt động dịch vụ bình thường, nhà chức trách đã phải huy động gần 120.000 công nhân dọn tuyết và 12.000 đơn vị thiết bị đặc biệt. Nhà chức trách cũng khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần lái xe cẩn thận để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc. Quân đội Thái Lan ngày 19 tháng 12 đã triển khai tàu chiến và máy bay trực thăng để tìm kiếm 33 binh sĩ thủy quân lục chiến hiện đang mất tích sau khi một tàu hộ tống bị chìm trong đêm ở vùng biển động trên vịnh Thái Lan. Theo Reuters, 3 tàu hải quân và 2 máy bay trực thăng đã được điều động để tìm kiếm những người mất tích ngoài khơi tỉnh Prachuap Khiri Khan, phía nam của Bangkok. Sau khi tàu chiến HTMS Sukhothai trục trặc động cơ và chìm ngay trước nửa đêm, cách bờ biển khoảng 20 hải lý. Chiến dịch tìm kiếm đã được khởi động ngay trong đêm dưới điều kiện thời tiết xấu. 73 người trên tổng số 106 người đã được cứu sống, 33 người khác vẫn còn đang mất tích. Truyền thông địa phương Mỹ đưa tin ngày 18 tháng 12, hơn 30 người trên chuyến bay của hãng hàng không Hawaiian Airlines đã bị thương do máy bay đi vào vùng nhiễu động không khí trước khi hạ cánh an toàn xuống sân bay Honolulu của Hawaii. Lực lượng cứu hộ khẩn cấp đã sơ cứu cho 36 người, trong đó 11 người đã được đưa đến các bệnh viện địa phương do bị thương nặng. 9 người bị thương khác đang trong tình trạng ổn định với các vết thương khác nhau từ chấn thương đầu, rách da, bầm tím và bất tỉnh. Trong khi đó, hãng hàng không Hawaiian Airlines cho biết, chuyến bay mang số hiệu HA-35 cất cánh từ sân bay quốc tế Phoenix Sky Harbor đến sân bay quốc tế Honolulu đã đi vào vùng nhiễu động và hạ cánh an toàn tại Honolulu. Theo hãng hàng không này, một số hành khách và thành viên phi hành đoàn bị thương nhẹ đã được chăm sóc y tế ngay tại sân bay, trong khi số khác đã được nhanh chóng đưa đến các bệnh viện để điều trị thêm. Người phát ngôn của hãng hàng không trên cho biết, máy bay trên chở 278 hành khách cùng 10 thành viên phi hành đoàn gặp sự cố khi gần đến Hawaii. Người dân tại thủ đô Paris đã chứng kiến một số các cuộc đụng độ dữ dội giữa cảnh sát và người hâm mộ bóng đá vào tối ngày 18 tháng 12 khi mà đội tuyển quốc gia Pháp chịu thất bại trước Argentina tại trận chung kết World Cup 2022 ở Qatar. Các bức ảnh và video được đăng trên mạng xã hội cho thấy một lượng lớn cảnh sát mặc đồ chống bạo động đuổi theo nhóm người hâm mộ tại đại lộ Champs-Élysées, trong khi một số người hâm mộ đánh trả và ném pháo hoa vào lực lượng giữ trật tự. Được biết, cảnh sát đã bắt giữ khoảng 10 người vì tội tàng trữ pháo hoa 1 giờ sau khi trận đấu kết thúc. Không có ghi nhận nào về thương tích hoặc thiệt hại về tài sản. Trước đó, truyền thông Pháp đưa tin 2.700 cảnh sát đã được huy động về thủ đô Paris trước trận chung kết World Cup 2022 để đề phòng tình huống bất ổn có thể xảy ra. Cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu kéo theo giá khí đốt tự nhiên tăng cao đã đẩy mức sử dụng than đá trong năm nay lên mức cao nhất trong vòng 10 năm qua. Đây là nội dung trong báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA mới được công bố. Theo đó, tiêu thụ than trên toàn cầu dự kiến sẽ tăng 1,2% vào năm 2022 và sẽ lần đầu tiên vượt quá 8 tỷ tấn trong một năm, đánh bại kỷ lục trước đó được thiết lập vào năm 2013. Than được sử dụng trong sản xuất điện, lĩnh vực tiêu thụ than nhiều nhất, được dự báo sẽ tăng 2% trong năm nay. Đồng thời, IEA cũng dự kiến mức tiêu thụ than công nghiệp sẽ giảm hơn 1% vào năm 2022 vì sản lượng sắt thép sụt giảm do suy thoái kinh tế. Báo cáo cũng cho thấy giá than đã tăng lên mức cao chưa từng thấy vào tháng 3 và sau đó là vào hồi tháng 6 do cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu và nguồn cung khí đốt từ Nga sang EU bị thu hẹp. Thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc bản tin Nhật ký cuộc sống ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.